Rồi, hello, chào tất cả mọi người ha. Đây, hôm nay mình tiếp tục đi review và bán cần thôi. Đó, hôm nay mình sẽ review cho mọi người một cây cần tay. Hôm ngày mọi người cứ yêu cầu cần tay thì hôm nay có luôn nha. Đó, đây là một cây cần tay giá rẻ thôi, chuyên cho anh em mới vào nghề của môn tập chơi ha, tập chơi của môn cổ đại ha. Ồ, nước cái ghe cũng không nhiều, chút xíu nó tát. Ồ, cảnh về rất là yên bình luôn rồi, mùa hè nữa. Ghe nó kêu ve 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 ve. Đó thì hôm nay mình sẽ review và test luôn cái cây cần, đây là cây cần 5H nha. Tên thì mình không muốn nói tới tại vì đa phần cái mẫu cần Trung Quốc nó hay nhái mấy cái tên như là Daiwa Shimano nè. Nhưng cây này thì có tên là Shimano nha mọi người. Nhưng mà nó không phải là hàng chính hãng nha, hàng fake. Nói chung là nó chỉ dán cái tên vô đặng dễ bán thôi. Nhưng mà thực tế thì mình bán sao mình nói vậy cho anh em dễ bán, dễ mua, dễ xài, dễ sử dụng ha. Đó, này ổi có trái hết nè. Kim trái à. Ồ, cái này chín rồi nè. Ồ, cái review cái ổi ăn. Lọc cái ổi ra. Đấy, thì ở đây là cái vườn của mình, hay vườn huyền thoại. Ồ, giỏi. Rồi, thấy cái ổi đã chưa? À. Ổi nhà chồng không hút men hết mà. Ăn rất là ngon luôn. Người giống cái biểu tượng gì không? Ở vườn của Apple, cái táo á. Mà mình về Việt Nam mình hình cái ổi rồi. Thì ngon thì được, cái này tạo ra không kéo. Cái này là kèm phụ kiện luôn nha mọi người. Để mình dắt cái cây trống lên xong rồi mình quay cho mọi người xem. Đã cái ổi này nè. Chút vô ăn. Đây, mình sẽ đi lên trên. Vừa review cần mà vừa review lại cái chòi nha. Ây da. Trời ơi trời, thằng lặng nãy nó ị trên đây nhóc hết trơn. Đó. Đây, cái cần Shimano cần tay 5H nha mọi người. Đó, cây này thích hợp cho mọi người quánh cảm giác nè, nói chung 5H này thì cũng cứng đó, không không có dạng là mềm quá. Đó, nói chung là vừa đủ cho mọi người sử dụng luôn. Đó, mọi người thấy phong cảnh là lên trên nhìn xuống thế nào, rất là đẹp ha. Ở đây mình có cái đèn nè, cứ review vòng vòng ngoài thôi, cần không tập trung vô ha. Rồi ok, thì không dài dòng nữa, bây giờ mình sẽ khui nó ra nha mọi người. Mình sẽ khui ra cho mọi người xem nha. Đó, coi bên trong nó thế màu mốc ngồi ra sao ha. Rồi ok, mình đã khui ra nha mọi người. Đây, cái cần màu xanh, xanh dạ quang rất là đẹp luôn. Nó không phải là dạng mềm nha mọi người. Đó, mọi người bấm bấm vô giống như là nó mềm nha, không phải là dạng mềm xèo nha. Bấm bấm vô thấy mềm mềm, thấy nó sao sao, nhìn nó dít dít sao. Hạn chế bị trơn tuột nha mọi người. Gặp cá bự cái nấm vậy nè. Chắc khừ luôn. Đó. Nói chung là trên chảnh nực quá, mình đi xuống bờ sông rồi cho nó mát rồi. Hôm nay gọi view nha, nay chơi view bờ sông nha mọi người. Đó, nay đi view bờ sông. View bờ sông cho nó mát mẻ. Đó, làm gì câu cá hay ra bờ sông thì view là hết bài rồi ha. Đó, thì đây là cây cần. Kêu đúng tên nha, Shimano. Mình được cái là nó rẻ dễ xài, nói chung là độ bền cũng có đó. Một chút xíu mình sẽ test thử nhất tỉnh 1 ký cho mọi người xem ha. Nói chung mình thấy ok mình mới bán, chứ không phải là nó nhái nhái tên mà giữ dở lên nó gãy mình không bán đâu. Đây, ở đây nó cũng có một vài cái chữ nè, không biết chữ này đọc làm sao. Carbon thì chắc chắn là carbon nè mọi người, nhìn carbon nè. Nó xoắn xoắn rất là đẹp, xoắn nhuyễn nhừ luôn mọi người. Nghe nó xoắn nhuyễn nhừ luôn. Đó, trên đây cũng có chữ nè. Mà cái cây này đã có chức năng gì gọi là hạn chế bị dính lóng nha mọi người. Hạn chế bị dính lóng, tức là nó không có bị dính khi mình thọc rút ra mà mình nhét lại vào á. Đây, viết đít nó thì một cái này kia là cái đầu mình đi móc cái cọng dây bảo hộ vô nè. Đó, người thấy không? Móc dây bảo hộ vô. Nhưng mà cái cục này là bằng kim loại luôn nha, chứ không phải bằng nhựa đâu nha mọi người. Còn màu xanh của nó mọi người nhìn màu xanh là rất là đẹp luôn. Nó xanh dạ quang. Nó trên đây là có màu xanh ngọc. Cái ngọc nói chung nhìn rất là đẹp. Đó, bây giờ mình sẽ rút cái cần ra, rút cái đọt cần ra cho mọi người xem ha. Đó. Đây, đọt cần nha mọi người. Cần này thì không có cái đầu chống sắn nhưng mà mọi người mua thay vào được. Có nhiều cái đầu có vài chục ngàn thôi. Đây mình đang cầm trên tay là cây 4m5 nha mọi người. Nó tổng cộng là nó có 1, 2, 3, 4, 5 lóng với cái đọt nha. Tính đọt luôn là 5 á. Đây, đọt của nó đây. Rút ra đọt nè. Đó, đọt. Nói chung là xài cái loại chỉ như vậy nè mọi người, ít khi bị vuột cái đầu sắn lắm. Đầu sắn loại dán vô là hay vuột hoài gì. Bình thường còn dán chỉ là vô phương vuột luôn.
người cột lại xong người trồng con dây vô. Đây lóng lóng carbon toàn bộ nha mọi người, carbon sắn dữ nhừ luôn, rất là đẹp, mọi người lấy vũ móng tay được luôn á đó. Đó cái đọt cũng carbon luôn nha, đó đọt carbon luôn nha mọi người. Đây thân nó là carbon nè, nhìn thấy đẹp ha mọi người, nó vũ vũ xè xè luôn á, vũ móng tay là hay buồn buồn lấy ra vũ móng tay nè, nó vô hết khúc. Thân vừa ngồi câu vừa vũ móng tay được luôn đó. Thì cái cần này mình sẽ kèm phụ kiện nha mọi người đó, mình sẽ kèm theo phụ kiện nha mọi người. Đây là một cái hộp phụ kiện, nhớ là chỉ mua cần kèm theo cái này mới có giá tốt nha mọi người, chứ mọi người mua lẻ cái hộp này là mình bán tới 40.000 một hộp lên. Cái cần lẻ không 4.4 4.5 là mình bán 280 rồi, 58 là 320 với kèm theo cái phao nè, phao với một cái thẻo nè, thẻo người mua cũng 10.000 rồi đó. Đây để mình mở cái hộp ra còn có những gì nha mọi người. Đây là hạt chặn, rồi chân phao, mặt chì, chì vẫn sẵn có thành vẫn chì luôn ha, móc 6 số 8 nè, đó cũng như là đầy đủ cho mọi người chơi đó. Nhưng đây là không có thiếu gì đâu, chỉ là thiếu còn dây chục thôi. Dây chục thì mọi người đi câu chắc chắn phải có dây rồi, dây gì cũng được, nhỏ nhỏ là ok rồi đó. Đừng có chắc chắn rồi, lưỡi thì mọi người lấy lưỡi nhỏ nhỏ thôi là ok, dễ câu dễ xài mà. Đó, mình sẽ kèm theo cho mọi người một cái thẻo làm sẵn luôn. Đây một thẻo, ví dụ mà mọi người lấy cần 36 thì có thẻ 36, 45 có thẻ 45 gì đó, thì thẻo đầy đủ luôn, mọi người chỉ cần móc cái lưỡi vô là xài thôi. Đây móc lưỡi vô trong khóa 8 là xài đó, nó quá đơn giản đó. Mình cần gần như là đầy đủ cho mọi người chơi luôn. Là một cái phao đài nha, nó một cái phao đài, nó một cái phao, nói chung mình về xếp ra cột cái lửa vô là chơi đó, chứ khỏi cần gì hết trơn á. Rồi ok thì mình sẽ nói sơ qua về cây cần nha. Đây là cây cần Shimano 8H hàng phay nha, phay thì mình nói phay, còn hàng xịn thì nói xịn, nói chung là nó rẻ dễ mua. Cả một bộ như vậy là 320.000 nha mọi người, cả một bộ là 230.000 bao ship nha, nó bao ship luôn, toàn bộ như vậy là bao ship hết nha mọi người đó. Bao ship thì mọi người mua nguyên một bộ combo vậy mọi người sẽ được tặng một cái phao và một cái thẻo đó, một phao và bao ship luôn đó. Còn người mua lẻ thì không có tặng phao với thẻo nha đó. Lẻ thì cái hộp mình bán 40.000 đó, còn cái cần thì bán 280.000, còn size 3m6 nó là 250, 5m4 là 310 đó, còn 6m3 là 340. Ok bây giờ mình sẽ đi giải thử cho mọi người xem ha. Đó thì mình vừa báo giá xong, còn mọi người muốn xem giá chi tiết hơn thì cứ bấm vào phần bình luận có thông tin của cái cần chi tiết này nọ các kiểu rồi đó, nói chung bấm vào phần bình luận đi là mọi người sẽ biết hết. Thì ok bây giờ mình sẽ nhắc thử một ký lên cho mọi người xem nha. Đây nhắc thử một ký đó. Nói chung là cây 5H nhắc một ký là ok rồi, mọi người dính cá bự thì cũng vòng vòng dì dìu lấy giật vớt thôi đó. Mình sẽ giờ canh hướng nắng, mình chạy nắng nó sẽ giật từ bên đây qua, nên mình sẽ lấy cái view ngoài sông thôi mọi người cho nó rõ nét xíu. Đó. Rồi ok thì mình sẽ chọn đặt máy quay ngay chỗ này. Đấy, chỗ này ok ha, thì mình sẽ quay toàn bộ cái cảnh mà cái cần nó cong cho mọi người xem luôn. Đó, hy vọng là nó không có gãy, nó gãy mình cũng đăng mà không gãy cũng đăng. Nhưng mà mình chưa có thể thử hàng mới đó về thôi, nói chung mà mình hỏi mình có lấy một cây mình đi câu rồi, nói chung thấy cũng ổn đó. Thì vài bữa có video đăng lên cho mọi người xem mà. Ok giờ mình nhắc mình thử nha. Cây ổi để mình canh cái góc quay nha mọi người. Bây giờ mình quyết định mình chỉnh cái góc quay xa xa xíu, bởi vì nếu như cây này sẽ dở lên tới cái đọt trên kia ha. Đó, mình chỉnh góc quay vậy là vừa nha mọi người. Đó, mọi người vừa thấy cái bịch, đó, cái bịch nằm hướng bên đây nè mọi người. Đó. Bây giờ ok bây giờ mình sẽ dở lên nha.
thấy dở vậy thấy được chưa? Thấy rõ không mọi người, để mình xem lại cái ha. Rồi, mới nhấc xong nha mọi người, mệt quá, nắng quá thì nắng luôn. Đúng mà trà Vinh nắng cháy da người thiệt mà. Mưa thì cũng mưa dữ lắm. Mà nắng thì cũng nắng dữ lắm mọi người. Đó, thì bây giờ mình nói sơ lại cái nữa là mình kết video luôn nha. Vô trong chòi ngồi cho nó mát. Nắng quá. Rồi ok. Đây là hiện tại là cái cần trên tay mình là cần Shimano. Cần tay 5H nha, bỏ cái 8H này đi nha, cần 5H. Đó. Thì cần này là carbon, toàn bộ từ gốc tới ngọn nha mọi người. Cán thì được làm u lên cho nó lớn ra nè, được làm cho nó rộng ra nha mọi người. Đó, để cho mọi người cầm cho nó chắc tay nè, hạn chế bị tuột ha. Đó. Đó, cây này thì hiện tại shop mình là có 3-4 size nha, 3m6, 4m5, 5m4 rồi 6m3 nha mọi người. Đó. Đọt của nó là đọt 1 ly nha mọi người. Đây. Đây mình độ khoảng 1 ly nha, chứ mình chưa có đo. Mọi người muốn xem rõ ràng chi tiết thì mọi người cứ bấm vô cái phần mô tả nha. Nói chung mình cũng mới về sách về đi làm luôn nè, cũng chưa có đo nữa, 1 ly 1 ly 2 gì đó. Nói chung mọi người cứ bấm vô mô tả này, mình tối mình soạn là mình đo, mình sẽ điền với phần mô tả đầy đủ ha. Đó, mua cây cần nếu là không là cây cần không, đây là bộ combo thì mọi người sẽ được là một cái hộp nè. Hộp này hiện tại bán lẻ shop là 40.000 một hộp nha. Đó, hộp này có chặn nè, 1 2 3 4, thì mình đếm bao nhiêu cái mất chặn nha, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó, 10 cái này mọi người mua lẻ là 3.000 cái rồi, mua ra tiệm mua ha, lẻ 3.000 cái chục cái hết 30.000 rồi ha mọi người. Đó, nội chân phao, một bịch chân phao cũng 3-4.000, 4-5.000 rồi. Đó, chì nữa, rồi móc khóa số 8 nữa là hơn 40.000. Hộp này thì mua lẻ hơn 40.000, nhưng mà mua tính theo nguyên hộp như vậy thì nó lợi hơn ha. Đó, bộ combo nghĩa là cần là cái hộp này là mình sẽ đếm nói giá lần lượt, bắt đầu từ 3m6 cho lên nha mọi người. 3m6 đi lề lên nha, 3m6 à, 3m6 là 290.000. Đó. 290.000. Đây. 290.000. Đó. Đó, rồi cây 4m5. Đây, cây 4m5. Đó, 4m5 là thêm 30.000 nữa là 320.000. Đó. Và tiếp theo là thêm 30.000 nữa là 350.000 cho size 5m4. Đó, thì thêm 30.000 nữa là size 6m3 nha mọi người. Thì bắt đầu cứ cách mỗi size là 30.000 thôi, nói hôm nay vậy cho người dễ biết. Bắt đầu size ngắn nhất là 3m6 là 290.000 một bộ. 290.000 một bộ, toàn bộ là bao ship toàn quốc nha. Đó, mọi người mua một bộ như vậy. Đó, thì mình sẽ tặng là một cái thẻo ha. Một cái thẻo tùy theo mỗi size mọi người. Đó, và một cái phao. Đó, nghe điện thoại nha. À, ok thì vậy ha mọi người, người mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại trên góc màn hình đây của mình ha. Đó, thì bye bye, hẹn gặp lại mọi người nhiều video.